Chào mừng các bạn đến với Vatia. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau hóa thân thành một giọng hát nhí nhé. Bằng cách hóa thân thành một nhân vật trong Vatia và thu âm những giai điệu bằng một đoạn thu âm dài và tạo ra một câu lệnh cho các nhân vật ấy nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Chọn dự án mới. Hôm nay mình sẽ hát một bài mang tên Rửa mặt như mèo. Vì thế, chúng ta tất nhiên là cần một bạn mèo. Sau đó là cần một sân khấu. Và mình sẽ lựa chọn một biểu tượng, đó chính là mình để hát cùng với bạn mèo nhé. Sự lựa chọn bạn này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau thu âm nào. Các bạn có thể hát không có lời, các bạn có thể hát không có nhạc, hoặc là có nhạc bằng cách mở một đoạn nhạc không lời và hát theo. Giờ mình sẽ thu âm nhí. Chọn thẻ thu âm, mình sẽ mở nhạc lên. Mèo rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đau mà ngồi lem đép, lo mất rồi còn khóc meo meo. Meo 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 rửa mặt như mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đau mà ngồi lem đép, lo mất rồi còn khóc meo meo. Vậy là xong được đoạn 1, mình thấy hài lòng nên mình sẽ nhấn vào đây và hát tiếp thêm một đoạn sau nữa. Đến đoạn mình cần ghi âm thì chúng ta bắt đầu bắn nhấn màu đỏ nha. Leo 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 rửa mặt nghe mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đau mà ngồi lem lắm, đau mắt rồi lại khóc meo meo. Leo 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 rửa mặt nghe mèo, sâu sâu lắm chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đau mà ngồi lem lắm, tao mất rồi lại khóc meo meo. Vậy là mình vừa thu âm xong hai đoạn. Nếu như các bạn thu âm với không không có nhạc thì các bạn sẽ dễ dàng hơn để căn chỉnh ngắt đoạn nào. Đây mình hát với lời lên sẽ hơi khó một chút. Bây giờ mình sẽ thu âm cho bạn mèo. Bạn mèo thì chỉ có thể hát với nhau thôi ha. Mình sẽ xem lại bạn này hát bao nhiêu giây trước khi mà mình nhấn. Cho nên mình sẽ lại 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn đếm lại nha. Mình đếm 1 đến 5 là bạn ấy bắt đầu hát nè. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì thu âm cho bạn mèo cũng vậy. Mình cũng sẽ đếm đến 5 là mình thu âm. 1, 2, 3, 4, 5. Meo 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 meo. 1, 2, 3, 4, 5. Meo 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 meo
Tết đến đoạn thủ ăn thứ hai. Đến thứ nhỉ. Leo 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 rửa mặt nha mẹ. Vô luôn. Thì đoạn hai cũng vậy. Mèo 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 mèo. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ lập trình cho các bạn thu âm này. Mình sẽ cho hai bạn ấy đều là khi nhận và lá cờ màu xanh thì sẽ đều hát một lượt. Bạn nữ cũng vậy. Thử nhé. Meo 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 meo. Chúng ta đã bị nhấn nó hơi lệch rồi, cho nên mình sẽ phải chuyển đổi thành nhấn vào. Tại vì sao? Tại khi mà căn cho bạn mèo này hát thì mình sẽ nhấn. Sau khi mà mình lập trình cho hai bạn này ở cái lần đầu tiên thì mình cảm thấy là lấy giá cái này rất khó để cho các bạn hát cộng thanh, cho nên để lượt thứ hai mình sẽ cho các bạn ấy hát từng câu. Vậy thì bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục tập trình cho các bạn ấy đi đi lại lại trước, cho sinh động trước. Vẫn còn hơi nhanh ha, nên mình sẽ đi tiến tới hai bước. Hoặc là thêm cho dừng lại vài giây. Vậy là bạn mèo cũng đã có những cái lập trình y chang. Tuy nhiên là sẽ cho bạn mèo di chuyển cùng coi thử nhé. Mở toàn màn hình. Số 1 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Các bạn thấy đó, các bạn nhà các bạn này ghi
di chuyển thì nó vẫn còn hơi nhanh nên mình sẽ lại cho nghỉ lâu hơn một chút. Mình nhận thấy là khi mà để hát dài như vậy cùng với nhau thì rất là khó, cho nên là mình sẽ lập trình cho các bạn ấy hát từng câu. Bây giờ mình sẽ lập trình thêm một sân khấu thứ hai. Mình sẽ xác nhận mèo này và thêm bạn mèo này. Bên đấy qua đây. Qua trang 2, chúng ta đã có y chang những nhân vật và giống những các bước di chuyển như vậy, thì mình sẽ xóa đi thu âm này và thu âm câu 1. Ở đây mình đã thu âm một câu meo meo meo. Cùng nghe thử nhé. Meo meo meo. Thì nhấn vào bạn ấy sẽ meo meo meo. Tiếp theo đến bạn này sẽ là mặt như mèo. Hát nối tiếp hoặc các bạn sẽ sử dụng thông điệp, ví dụ khi hát meo 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 thì sẽ gửi thông điệp một màu da cam cho bạn này hát, mở thông điệp ra, thông điệp của da cam ra và hát theo. Cùng qua thử nhé. Meo meo meo, rửa mặt như mèo. Đó. Theo, lại gửi thông điệp màu đỏ này cho bạn mèo hát. Meo Thì bạn sẽ mở thông điệp màu đỏ ra hát. Meo meo meo, mặt như mèo. Meo meo đó, bạn sẽ hát méo méo thì bạn này cũng sẽ hát, cũng sẽ mở thông điệp màu da đỏ ra và hát xấu xấu lắm, hát chung với bạn mèo luôn. Mình sẽ thu âm. Sâu sâu lắm. Sâu sâu lắm. Rồi. Xem nha. Cùng bác thử. Meo meo meo. Mặt như mèo. Sâu sâu lắm. Hai bạn cùng hát chung nhau đó. Thêm một câu hát cuối cùng. Nãy giờ bạn không hề có cái nhấn vào, không hề có câu lệnh để bắt đầu, nên mình sẽ thêm câu chuyện để bắt đầu hát. Chẳng được mẹ yêu thân mật đâu mà ngồi lem la, đau mất rồi lại khóc meo meo. Các bạn nhớ là bật nhấn màu đỏ một cái là hát luôn để cho các bài hát liền mạch hơn nhé. Chẳng được mẹ yêu thân mật đâu mà ngồi lem la, đau mất rồi lại khóc meo meo. Mình có tích bài với lại đoạn thu âm này. Các bạn nhớ là các bạn chỉ được thu âm đến lần thứ 5 thôi nha. Và bạn mèo cũng sẽ hát meo meo sau bạn. Hát meo meo.
Sau khi bạn này hát xong thì mình sẽ gửi thông điệp màu trắng để cho bạn mèo hát nối tiếp. Mèo mèo mèo. Đơn nhất. Mèo mèo mèo. Mèo mèo mèo. Rồi chúng ta hãy cùng nhau coi lại. Đầu tiên là bạn mèo. Mèo mèo. Mèo mèo mèo. Và mặt như mèo. Sao sao lắm. Chẳng được mẹ yêu. Thân mặt đâu mà ngồi lên la. Đâu mất rồi lại tóc mèo mèo. Mèo mèo mèo. Wow, vậy là chúng ta vừa xong một bài hát. Tìm vào sân khấu cho nó dễ thương hơn ha. Diễn bông hoa này mình sẽ thu nhỏ lại. Cho vào một xíu. Tiếp theo mình sẽ thêm các câu luận vào cho bông hoa này. Khi nhấn bắt đầu nó sẽ xoay xoay xoay. Ống to thu nhỏ lên. Hai thu nhỏ. Hai lần. Xoay liên tục. Bằng cách là đánh mãi mãi nè. Cùng coi thử nè. Mèo mèo mèo. Rồi mặt như mèo. Sao sâu lắm. Chẳng được mẹ yêu. Thân mặt đâu mà ngồi lên la. Đâu mất rồi lại tóc mèo mèo. Mèo mèo mèo. Đó. Thay bộ bông hoa nữa nhé. Trời xinh đẹp hơn. Và sử dụng các cậu lực ở bông hoa màu cam. Nào đây. Cùng với đó mình cũng sẽ kéo những bông hoa này. Vậy là mình vừa lập trình được một được hai trang sân khấu. Sân khấu thứ nhất là mình cho hai bạn hát đồng thời. Vậy là mình vừa lập trình xong hai trang sân khấu với hai dạng lập trình khác nhau. Dạng thứ nhất là mình cho thu âm cho hai bạn cùng nhau hát một lượt, nhưng sẽ khó ở một chỗ là bạn sẽ phải căn chỉnh làm sao để hai nhân vật hát cùng một nhịp vào cùng một vào lời cùng một lúc. Còn sẽ thứ hai là mình cho các hai bạn mỗi người hát một câu, từng câu sẽ dễ hơn, nhưng mà bạn sẽ phải nhớ cách lập trình của mình để điều khiển hai bạn này. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau coi thử bằng chế độ tam là hình nhé. Chẳng được nguyện yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi lướt lướt. Lo mệt rồi có khóc mèo mèo. Chúng ta vừa xong trang 1, sẽ qua trang 2. Mèo 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 mèo. Rồi mặt mắt như mèo. Sao sao lắm. Chẳng được mẹ yêu. Thân mặt đâu mà ngồi lướt lướt. Đâu mất rồi lại khóc mèo mèo. Mau mau mau. Các bạn vừa coi qua được hai dạng lập trình khác nhau. Thì các bạn có hứng thú với dạng nào thì các bạn có thể làm theo kiểu đó nhé. Chúc các bạn thành công.